Hello friends, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Ken. Với cái video ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn tập trung vào ôn tập để kiểm tra bài kiểm tra 45 phút đầu tiên của chương trình tiếng Anh lớp 9 cơ bản. Thì theo cái khung chương trình chung thì bài kiểm tra 45 phút đầu tiên của chương trình tiếng Anh lớp 9 trong học kỳ 1 ấy thì sẽ bao gồm trọng tâm ngôn ngữ của hai đơn vị bài, bài số 1 và bài số 2. Bài số 1 thì chúng ta sẽ có một cái chủ đề đó là A Visit from a Pen Pal, và bài số 2 là Clothing. Thì với hai cái chủ đề này thì sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tập trung vào các điểm trọng tâm. Và trước tiên á, thì xin mời các bạn quan sát qua một cái bài kiểm tra mẫu của tiếng Anh lớp 9. Thì khi mà quan sát qua đề thì chúng ta sẽ thấy là có những cái nội dung gì thì chúng ta sẽ bám sát để chúng ta ôn ha. Đấy, thì trước tiên là có hai cái bài về ngữ âm các bạn nha, hai bài về ngữ âm. Rồi, để phóng to lên cho các bạn dễ nhìn thấy nè. Ok các bạn. Rồi. Rồi bây giờ đối với hai cái bài ngữ âm này thì một bài đó là về cách phát âm và một bài về dấu trọng âm các bạn nha. Ok, cái này thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn dạy sau nha. Này, về phần từ vựng và ngữ pháp thì chúng ta có một số câu như thế này. Thì cũng là những cái câu bám sát theo đơn vị bài mà các bạn đã được học thôi. Phần tiếp theo đó là phần word form, phần điền từ vào khoảng trống để cho nó thích hợp với cái từ loại và nghĩa của câu. Đây, ok, thì chúng ta thấy này ha, là cái đề mẫu các bạn nhé. Đây có cái phần tìm lỗi sai nữa. Và phần này thì cuối cùng là cái phần chuyển sang câu bị động. Đấy, là những cái trọng tâm lớn. Thì chủ yếu là các bạn sẽ tập trung vào cái phần tự luận ha. Thì video này thì làm một phần là để hỗ trợ cho các bạn học sinh của cái trung tâm luyện thi đại học Tất Thành với lại cơ sở dạy tiếng Anh HKT. Thì các bạn ấy yêu cầu là sẽ xử lý cái phần về câu bị động là nhiều nha. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ qua một phần lý thuyết của câu bị động một cái. Rồi, các bạn quan sát cho thầy. Ở đây thì thầy có một cái bảng lý thuyết về câu bị động các bạn nha. Rồi, các bạn nhìn qua ha. Về dạng câu bị động thì trước tiên á là các bạn cần nắm được dạng chung của câu bị động. Đấy, thì chúng ta có nè. Thấy không? Thể bị động là cái dạng thức cũng tương đối là phổ biến ha. Thì nó là dạng thức của một động từ trong tiếng Anh. Một động từ được dùng để thể hiện hành động của chủ từ. Và nó không phải là cái chủ thể để gây nên cái hành động, mà nó là cái tác tác nhân chịu sự tác động của những cái chủ thể khác. Đấy, thì chúng ta hiểu sơ lược như vậy thôi về câu bị động thôi nha các bạn nhé. Thì trước tiên là các bạn quan sát cho thầy thấy là có là câu bị động nó có những cái thành tố chính như này. Đầu tiên là chúng ta thấy là một cái câu chủ động gồm có chủ từ, động từ và tân ngữ, thì thành tố chính của câu bị động chuyển sang tương ứng nó sẽ là chủ từ be past participle đây chính là động từ ở quá khứ phân từ các bạn nhé, tạm gọi là động từ thêm ed nếu hợp quy tắc, và bất quy tắc chúng ta sử dụng ở câu thứ ba của bản quá quy tắc. Và phía sau nó sẽ là by cộng agent, agent đây là tác nhân gây ra hành động á, tác nhân gây ra cái hành động ở phía trước này các bạn nhé. Rồi cái cách để chuyển thường thì chương trình tiếng Anh lớp 9 cơ bản cũ thì chúng ta sẽ phải làm dạng này tự luận chứ không phải là trắc nghiệm, tự luận nha. Giáo viên thường cho đề cho cái phần bài này là bài cuối cùng để cho các bạn viết về tự luận, giống như là trong cái đề thì vừa cho các bạn xem đấy. Thì các bạn nắm sơ lược cho thầy các cách chuyển như sau. Thứ nhất là chúng ta xác định các thành tố chính trong câu chủ động này. Đấy, ba thành tố thì lấy tân ngữ của câu chủ động làm chủ ngữ của câu bị động. Thì các bạn thấy nè, tân ngữ của câu chủ động nha, chúng ta chuyển xuống làm chủ từ, được chưa? Rồi, nếu có động trợ động từ trong câu chủ động, bạn hãy đặt những trợ động từ ấy liền ngay sau chủ từ mới. Nè, có nghĩa là ở đây thì chúng ta sẽ phải phải thêm một cái to be hoặc cái động từ trợ gì đó, thì đang họ vào ví dụ cụ thể các bạn sẽ thấy. Đấy. Và tương tự các bước sau ha. Thì các bạn có thể nhìn lên cái màn hình video này, các bạn có thể đọc sơ lược qua cho thầy cái ha. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái dạng thức chính của câu bị động. Rồi, các bạn thấy nè, dạng thức chính của nó gồm có be,
và quá khứ phân từ cộng với by agent. By agent đây có nghĩa nằm trong dấu ngoặc, có thể là có câu không có nha, có câu thì chúng ta sẽ không có cần cụm by này luôn nha các bạn nhé. Thì câu nào không cần cụm by thì các bạn chỉ cần nhớ một điều đơn giản là khi câu chủ động người ta cho sẵn mà chủ từ đứng đầu câu của nó là không xác định, ví dụ như ta không biết đó là ai, không biết đó là điều gì, được chưa, không biết đó là tác nhân gì, hoặc là không biết bất cứ một thông tin gì về chủ từ đó hết, thì chúng ta sẽ không cần phải chuyển xuống câu bị động ở cái cụm by này nữa, chúng ta bỏ luôn ha. Hẹn hò vô bài tập thầy sẽ cho các bạn nhìn thấy rõ ha. Rồi, trong cái phạm vi của bài tiếng Anh lớp 9 á, thì trong bài 1, bài 2 thì bị động các bạn không phải là bị động hết tất cả các thì, mà các bạn chỉ cần ôn bị động của những thì nằm trong bài 1, bài 2 thôi. Thì thứ nhất á, là bị động của thì hiện tại đơn, mình nhìn thấy ha, hiện tại đơn, rồi. Thì hiện tại đơn thì đơn thuần thì chúng ta sẽ có một cái cấu trúc bị động như này. Đây là cấu trúc bị động luôn nha các bạn nhé, chứ không phải là chủ động nha, bị động luôn. Rồi is am are là bắt buộc nha. Rồi past participle chính là động từ thêm đi hoặc là có ba bất quy tắc. Thì các bạn nhìn thấy nè, đây có một câu ví dụ là Mary writes a letter, thì thầy sẽ bước đầu xác định à đây là chủ từ, Mary writes là động từ, a letter là tân ngữ, thì sẽ chuyển cái letter xuống, được chưa, và ở đây thầy sẽ viết cho các bạn xem. Ok, và thầy sẽ có được là a letter đấy, và lúc này thầy nhìn thấy thấy là động từ này thêm s có nghĩa là đây là hiện tại đơn các bạn nha, hiện tại đơn thầy sẽ phải mượn một to be để chia theo cái chủ ngữ a letter này, phải có to be mới được các bạn nhé. Rồi a letter số ít thì sẽ chia to be is. Rồi sau đó thì thầy sẽ chuyển cái động từ write, động từ chính này sang cái quá khứ phân từ nha, tức là động từ này là bất quy tắc rồi các bạn, thì ở cột thứ ba của nó sẽ là written đấy. Rồi như nãy thầy nói ở trên đấy, thì chủ từ chúng ta nhìn lại chủ từ này có xác định hay không, có nghĩa là có rõ ràng ai chưa, thì rõ ràng các bạn thấy là tên Mary là một người cụ thể rồi đúng không, thì chúng ta phải giữ lại thêm by vào và tên người ta thì chúng ta vẫn phải viết lại đấy, các bạn thấy chưa, đấy câu này nó khá là dễ ha. Tương tự như vậy chuyển sang cái quá khứ đơn cũng vậy luôn các bạn nha. Quá khứ đơn này chúng ta sẽ có to be gồm có hai từ là từ was và từ were, cũng là quá khứ phân từ các bạn nha. Này có ví dụ nè, Mary chủ từ wrote, wrote là quá khứ của từ write. Rồi, a letter. Tương tự thầy sẽ chuyển cho các bạn xem. Chuyển cho các bạn xem nha. Rồi, tất nhiên cũng là a letter đứng trước. Đúng chưa? Rồi. Lúc này to be của chúng ta sẽ là quá khứ, đúng chưa? Quá khứ thì chúng ta sẽ chia cái một trong hai từ này cho phù hợp với a letter. A letter số ít thầy sẽ chia là was. Đấy. Và ed V3 của cái từ write vẫn là từ written các bạn nha. Rồi, vẫn có by, vẫn có Mary. Đây, tương tự ha. Rồi. Thế còn câu ví dụ dưới này là cái dạng gì nữa? Đây là cái dạng của thì quá khứ nhưng mà là quá khứ tiếp diễn các bạn, quá khứ tiếp diễn nha. Rồi, các bạn nhận thấy là Mary là chủ từ, was writing là cụm động từ, còn a letter là tân ngữ. Vậy đối với câu dưới này thì cũng chuyển giống như vậy luôn nha các bạn nha. Rồi, vẫn là a letter. Rồi. Đem to be vào cho a letter là was. Rồi chưa? Thì khi các bạn thấy là cái động từ mà câu ta cho sẵn là in có nghĩa là câu tiếp diễn á, thì chúng ta phải thêm vô một chữ nữa trước khi chúng ta thêm quá khứ phân từ, đó là chữ begin đấy. Rồi sau đó chúng ta mới thêm vào cái quá khứ phân từ của nó nè, vẫn là written đấy, vẫn là by Mary đấy các bạn nhé. Ok, thì cái này là các bạn thấy là nó cũng 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 tương đối đơn giản đúng không nào. Ok, đó là ba cái thì đầu tiên đấy. Thì đầu tiên các bạn cần phải chuyển ha, cần phải quan sát và luyện lại vì bài kiểm tra các bạn sẽ ra trong mấy cái thi này. Rồi những thi kế tiếp nè, các bạn quan sát nè, đây là một cái thi hiện tại hoàn thành và nhé, hiện hoàn thành chủ từ cộng với have và has been đấy, bị động của hoàn thành là phải có been ha. Rồi cái chữ những chữ have chữ has đi với những chủ từ nào thì các bạn đã được học rồi, và phía sau nó vẫn là quá khứ phân từ các bạn thấy ha. Ví dụ Mary là chủ từ, has written là một cái động từ chính, được chưa? Và ở phía sau thì vẫn có một letter. Thầy vẫn chuyển một letter này ra phía trước luôn nè. Đây các bạn xem nha. Chuyển ra phía trước, a letter. Đấy, rồi lúc này hai cái từ này thầy sẽ sử dụng từ nào? Thầy a letter số ít thì sẽ sử dụng từ has. Rồi, theo cấu trúc thì chúng ta sẽ có là gì nữa? Có been nữa. Để chờ các bạn nhé. Rồi,
Rồi lúc này cái quá khứ hoàn thành đó thì các bạn có một đặc điểm rất là dễ là cái động từ ta cho sẵn á, các bạn cứ chuyển xuống luôn. Nè, return các bạn chuyển nguyên xuống luôn nha, không cần lo nữa. Như vậy thì cái này nó khá là dễ cho các bạn. Đấy, return. Rồi vẫn là Mary xác định cho nên chúng ta vẫn giữ lại là Mary nha, by Mary. Ok. Đấy. Rồi. Các bạn sẽ cùng thầy quan sát qua cái ví dụ kế tiếp nha. Cái đó là và những cái thì mà các bạn hầu hết sẽ gặp trong bài kiểm tra 45 phút. Rồi, ngoài ra thì còn thì đơn nữa, thì tương lai đơn nữa các bạn. Còn cái tương lai đơn nữa, tương lai đơn cũng khá là dễ. Đấy. Đây, các bạn nhìn thấy nè. Cấu trúc của nó gồm có là chủ từ will hoặc shall cộng với be, phải có be nha. Tương lai đơn là phải có be. Rồi, vẫn là past participle, vẫn là ed với ba các bạn nhé. Rồi, tương tự có ví dụ các bạn quan sát thì sẽ chuyển vẫn là a letter. Rồi, lúc này will thì vẫn là will. Đã cho will thì sử dụng will, cho shall sử dụng shall. Rồi thêm gì? Be vào. Được chưa? Rồi to write chúng ta sẽ vẫn là written. Rồi vẫn là by, vẫn là Mary. Đấy, các bạn thấy nó khá là đơn giản đúng không nào? Rồi, cái nhóm còn lại sẽ là modal verbs, những động từ khiếm khuyết. À, động từ khiếm khuyết chúng ta có can, may, must, ought, to, should, would, could, might. Rất là nhiều. Nhưng mà nói chung là động từ khiếm khuyết bị động chỉ cần thêm be vào và quá khứ phân tử thôi. Đấy, thì các bạn nhìn câu ví dụ cuối cùng nha. Ví dụ cuối cùng thầy làm nè. Đấy. Rồi, ví dụ cuối cùng thì không phải là letter nữa, là một câu khác rồi. Nha. Thì các bạn thấy nè. Chủ từ là he nha. Rồi, động từ là should, động từ khiếm khuyết thôi, còn động từ chính là động từ type. Rồi, his term paper là chủ từ, là thân ngữ các bạn nhé. Thì sẽ chuyển his term paper ra đây. His ok, term paper. Rồi, từ tra suốt thì thầy vẫn sự giữ lại là suốt các bạn nha. Rồi thêm vào be. Rồi từ type là động từ hợp quy tắc thì thêm be vào. Vậy thôi nha. Rồi bây giờ ở đây he là chủ từ thì chúng ta không biết he là anh nào nữa, không biết là ông nào thì không gõ thông tin nha. Do vậy tới đây thì chúng ta chấm hết rồi, chúng ta không cần thêm cụm by nữa các bạn. Đấy, tới đây chúng ta chấm hết luôn. Được chưa? Thì các bạn thấy nó không có phức tạp lắm đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái đề và giải thử nha. Giải thử cái đề kiểm tra lúc nãy thầy đã cho các bạn. Thì các bạn xem cái nó có tương ứng như thế nào không nha. Đây. Các bạn quan sát cho thầy cái bài tập này nha các bạn nha. Rồi, đây là một cái bài tập chính trong đề ra. Rồi, passive voice. Được chưa? Rồi, các bạn quan sát và các bạn sẽ chuyển cái câu này cho thầy. Trước tiên nè, xác định delivers là động từ của hiện tại đơn. Đây là câu bị động của hiện tại đơn. ED bị động quá khứ đơn. Được chưa? Rồi. To took là quá khứ của to take. Quá khứ đơn luôn. Bị động của will. Được chưa? Câu kế tiếp là bị động của hoàn thành. Đấy. Và đây là các câu đơn khá là dễ làm các bạn nhé. Khá là dễ làm. Do vậy thì thầy sẽ làm các câu này cho các bạn xem cả nha. Ok. Ở phần này thì thầy sẽ không giải thích nhiều nữa mà chủ yếu sẽ hình thành cái đáp án cho các bạn. Đây, ví dụ câu 1 nha. Câu 1. Thầy sẽ có là Tom delivers the mail every day. Tất nhiên, tân ngữ trong câu này cần phải chuyển xuống chính là chữ the mail. Đấy, và đây là thì hiện tại đơn thầy sẽ mượn to be là is, am hoặc là are. Với the mail thì số ít thầy sẽ mượn là is. Rồi, to deliver. Deliver thì nó là động từ hợp quy tắc thì thêm be đi vào. Rồi, Tom là một từ xác định cho nên thầy phải sử dụng cụm by và Tom. Rồi every day là phải giữ lại vì cụm thời gian của người ta nha. Đấy, thì các bạn thấy câu đầu nó quá đơn giản đúng không? Rồi chúng ta quan sát vào câu thứ hai các bạn nha. Câu thứ hai nè, là một câu của quá khứ đơn thì thầy sẽ viết nó lại như thế này. Ok, với quá khứ đơn nha. Rồi thì có là fire destroyed that house. Tương tự thì cái chuyện that house xuống thôi. Rồi, đây là quá khứ đơn thì thầy sẽ thêm to be vào cho quá khứ đơn was. Rồi, thì destroy đã thêm ed sẵn rồi nha. Từ thêm ed thì chúng ta cứ giữ nguyên cho người ta nha. Đấy. Rồi, the fire, rồi by the fire. Đấy, by the fire. Đấy, các bạn ví dụ như là danh từ mà trước mà không có the này các bạn có thể thêm the phía sau nha. By the fire. Rồi. Tương tự nè. Câu số 4. Câu số 4 là của cũng của quá khứ đơn luôn nhưng mà là động từ bất quy tắc các bạn.
Pop là chủ từ, thúc là động từ và dashboard là từ ngữ. Và di chuyển dashboard xuống nha. Rồi. Dashboard. Rồi thầy vẫn thêm to be vô quá khứ bình thường. Từ thúc ở trên á thì là cột 2, còn cột 3 nó là taken. Rồi. Sau đó là pop vẫn là chủ từ xác định các bạn nha. Pop vẫn là chủ từ xác định. Nhưng mà chúng ta sẽ để cái cụm pop phía sau. Chúng ta sẽ điền cái cụm from trước. From the desk. Rồi, mới tới by và pop. Đấy, các bạn nha. Rồi. Câu kế tiếp thì các bạn thấy là có gì? Will. Nha, có will thì chúng ta cứ chuyển thôi. Will thì will be vậy đó, các bạn cứ nhẩm sẵn ha. Will be. Rồi. Đây là the key là chuyển xuống nè. Đấy, sau đó là tới will thêm be vào từ it, cột 3 của nó sẽ là eaten. Rồi, Barbara là tên người chắc chắn phải giữ rồi. Nha. By này bear sorry bear bear đấy các bạn thấy ha. Rồi câu kế tiếp nè các bạn, câu kế tiếp nè, đấy đã có gì đây, hiện tại hoàn thành đúng chưa, đây hiện tại hoàn thành thì các bạn nhớ thêm gì vào, thêm pin ha, thêm pin vào thì chúng ta sẽ có cái hiện tại hoàn thành nè. Beth has finished the report thì sẽ chuyển cho the report xuống nha, xuống nhiều đúng không, lúc này là report xuống nhiều thì thêm vào từ half chứ không phải từ has nha. Rồi bị động của hoàn thành là phải thêm been. Rồi thầy nói rồi, câu bị động của hoàn thành thì động từ ed giữ nguyên ha, chuyển xuống luôn. Rồi finish đấy. Rồi best là tên người cho nên phải có by by best đây các bạn thấy nha. Đây là chỉ là một số cái câu ví dụ thầy làm mẫu cho các bạn để các bạn quan sát được là cái dạng này nó cũng không phải thật sự quá khó. Thì nói tóm lại là chúng ta phải biết được là cấu trúc bị động của thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, rồi hiện tại hoàn thành, rồi tương lai đơn và các cái động từ khiếm khuyết là được rồi nha. Trong phạm vi bài 1 bài 2 của tiếng Anh lớp 9 cơ bản thì chỉ có nhiêu đó thôi, các bạn không cần phải quá lo lắng được chưa. Đấy thì đồng thời á là chúng ta phải xác định được các thành tố trong câu để chúng ta chuyển được các bạn nhé. Đấy, ok. Và phía trên này là một cái phần của các cái đề kiểm tra. Ok, và những cái phần đề kiểm tra này thì thầy sẽ dự kiến sẽ giải cho các bạn trong buổi hôm sau để hỗ trợ cho các bạn nha. Trong phần video này thầy chỉ hỗ trợ cho các bạn phần về câu bị động thôi. Còn có bạn nào có cái nhu cầu là xin cái đề này để làm thử thì có thể comment trực tiếp dưới video này của thầy. Thầy sẽ gửi qua cho các bạn làm thử và khi làm nếu các bạn cần người nhận xét luôn thì cứ gửi kết quả lại, thầy sẽ nhận xét cho các bạn luôn ha. Gửi qua cái Facebook của thầy để thầy nhận xét giúp cho các bạn. Và khi các bạn comment dưới cái video này thì thầy sẽ gửi bài qua cho các bạn qua cái đường Facebook hoặc là một đường nào đó cho các bạn yêu cầu. Rồi khi các bạn gửi kết quả ngược lại cho thầy thì dưới cái video thầy sẽ đi ghi cái địa chỉ Facebook của thầy để cho các bạn gửi lại ha. Nếu cần thì thầy sẽ nhận xét cho các bạn. Và đây là các câu mà trích từ sách giáo khoa ra thôi. Do vậy các bạn cố gắng làm thử xem coi mình làm được bao nhiêu ha các bạn nhé. Ok. Rồi. Hy vọng là các bạn sẽ có thể ôn và nắm được cái dạng tự luận của câu bị động. Rồi, xin chào các bạn, chúc các bạn học tốt.